trời, chưa cái nó văng này. Có các bé mà hình đám cưới tới nay mà chưa có hình nữa hả? Rồi rồi, lần tôi chụp cái dĩ kia. Bên đây nó vàng nè. Bên đây làm gì vậy bé? Để làm chuột. Giới thiệu coi bé. Giới thiệu coi. Đây là thịt chuột nước mọi. Chuột đậm. Rất là ngon. Dạ bé nướng sắp khét rồi đây nè. Bé giỏi quá. Không nè, mấy này bé nướng nè. Thơm không? Thơm không? Ừ. Nãy giờ kia nướng không ai giờ anh cho ăn tiền lại nướng nhóc nó buồn lệ câu cho mình. Lại cười con thấy nó câu. Hà cái Hà. Kinh quá à. Hà cười con ha. Nè. Ê, mọi người đang nướng đồ ăn ha các bạn. Hôm nay có tiệc à, mình qua làm tiệc luôn á. Đang nướng nem à. Sớm vậy? Vậy anh sao? Dạ. Đang nướng nem nướng à. Mà lửa nhiều quá nó khét rồi nè. Hay quá, má mình nướng đó. Nói nè. Hôm nay có ăn gì ha? Đây chuột nướng. Chuột đồng nướng nè. Chuột đồng nướng với vịt nấu chao. Nay mình có đồ ngon ăn ha. Ở ngoài trời đang mưa nè. Nay uống bị Tiger ha. Đã chưa, đã chưa. Nay là quên lối về đấy. Có cá chiên nha các bạn. Cá chiên xù hả? Cá này là gì vậy Ngốc? Cá tai tượng chiên xù. Ngon. Tập trung chuyên môn đó quá trời luôn ha. Con băng mập mà. Lớn quá. Nó trên này lớn. Khét nghẹt. Ghê quá mày. Đắng. Nói giờ tao nóng bay rồi. Khét thì. Con thử. Làm rồi. Nó là khét vậy thôi. Mày ra, tao ra, mày vô mày nướng đi. Mày có nướng cho con. Mới hết rồi các bạn. Cái này ở trong nó có sẵn cái gì? Đầu tôi kháng cho đứng ăn khí quá luôn vậy. Bỏ bằng thét rồi. Thét rồi. Bỏ được kìa. Trời mưa lâm găm mà nhậu là bá chép bò chét chó luôn. Không có nhậu mà đâu có buồn. Con bị vô tiệc thôi. Ê chuột. Tên riêng chuột nướng. Gọi nó mà nhìn nó chạy á. Bắt tên riêng nhìn quyền. Dạ có. Bắt tên riêng bắt tùm lum. Đây nó làm clip. À, dịch nấu chao. Dịch nấu chao làm kệ vô. Kệ vô dịch nấu chao. Kệ vô cái lẩu này là gớt. Nấu luôn. Nấu luôn cái mắt kia. Nấu luôn cái. Nấu luôn cái máy. Ơi, ăn thôi. Mời mọi người ăn. Ủa vậy thôi đây hả? Mọi người ăn được rồi. Chơi gì nữa? Rồi. Cho cảm nhận coi. Lên tăng. Được chấm mắm me hả? Chấm me. Chuột chấm mắm me. Chuột nướng cho cái đùi. Bây giờ mình ăn cảm nhận nha.
mềm lắm, thơm. Đó, đây là chuột nước mọi. Chuột ướp không có nước, không nước không ướp, ướp nước không ướp. Thôi, thử nướng tươi vậy đó. Cái thân nè. Cái thân. Thơm không? Ngon. Thơm thịt ghê á. Quá. Cái giòn ngon á. Chấm mắm mè thử. Cái này ăn luôn có xương nó giòn. Ờ nhai luôn xương. Hey. Nhai luôn xương. Ai vậy? Ờ vô. Quá. Cho mà anh hai. Rồi giờ đi rồi. Đầu bếp nay đuổi được rồi nha. Đây, vịt nó chao. Đầu bếp nấu rồi, nấu mà không có nước chấm. Nấu mà không có miếng nước chấm luôn á. Mắm mè. Vịt. Chết cha, gấp nhầm cục xương không. Cắm thịt nè. Dấn thân sang bàn của bạn nữ. Các bạn nữ đang quyết liệt gieo thiền. Mập ăn chuột được hả mầm? Được. Chỉnh nó chao sao? Ngon không? Thiếu nước chấm xíu. Nãy mà ăn nước chấm chao thì đi mua nước chao luôn. Nãy thì nước chấm. Mày bởi. Quýnh nó đi. À con như con chưa nói gì đi. Nước thì cho bị chữ. Mày bởi. Xạo ăn loạn nghe mày. Đi tới đây là ngủ tới giờ luôn hà. Trời mưa mát quá mà ngủ. Bình thường không mưa không ngủ à. Nhìn cá ngon. Nhìn sân để ngủ mà. Cá ngon không? Ngon. Ngon. Chấm chưa ăn nữa. Thôi miếng cá thôi. Chào đâu, chào. Ngon không hả? Giòn không? Cá ngon á. Cá chấm mắm mè rồi bà chấm nước mắm ta. Cá chấm mắm mè mà. Niên niên niên. Ngon niên. Nói đi thật ra ngon. Lưng đâu vậy? Nó ngủ rồi. Dành cả thân sưng đi ngủ. Giống ông hả? Ờ giống tôi. Cây ớt nè. Hay mình chế về bàn nam thôi. Bạn nam là bạn nhậu quá ha. Ok các bạn, bây giờ hơi tê tê ha. Chung với mấy cậu ha. Chung mấy cậu ngồi giờ hát karaoke. Trang 1 tới 9. À giờ là Trang 1 tới 9. 4 thùng rồi. Giống như Trang luôn. Trang chung rồi 1 tới 9. Rất là vui. Không biết bao giờ được nhậu chung với mấy cậu gì ha. Đâu vậy? Sao mình hát karaoke ha. Tại có mướn sao là vàng sao con cái đùm đề. Đằng sau về chắc con cái đùm đề chắc hai ba đứa dẫn về luôn rồi. Giờ hát karaoke. Ừ các bạn giật được không? Ca giật quá quá. Nó cắn luôn á. Giờ cái luôn á. Chắc cái giờ. Nó sẽ được lớp mọi người nhắc mình nhắc. Ok. Tốt rồi. Trong kia đang hát ha các bạn. Mình phê lắm luôn á, thì mình phê lắm luôn á. Cái này coi mấy đứa nhóc tắm xong.
Đây muốn tắm mà, để coi đang suy nghĩ có nên tắm hay không nè. Đang xỉn là tắm. Mình đang xỉn lắm luôn. Mới có 5 thùng à. 5 thùng á. Mình phê lắm luôn rồi. Phê ghê lắm. Nhưng mà mấy cậu vui mà phải uống với mấy cậu thôi. Còn được nói chuyện với các bạn là mừng rồi đó. Thì vậy là 3 giờ rưỡi ha. Tầm 5 giờ mình phải về nhà. Nếu biết báo bán mặt lại. Ê. Báo bán mặt lại. Về nhà bán mặt lại. Bán mặt lại Đồng Tháp. Mình dừng thôi. Thì sau đó sẽ gặp nhau ở sân bay ha. Thì sẽ về Mỹ sao? Bye bye chị nha. Sao con? Con có tắm chưa? Rồi. Có tắm đâu? Nãy giờ con không thấy con. Dữ hả? Nào, nhìn đẹp trai chưa? Các em muốn cúp gạo nổi thổi cơm không? Ok. Bây giờ là phải vô trong ha. Bị kêu quá trời. Mình cũng xỉn, anh hai cũng xỉn, mọi người đều xỉn hết trơn rồi. Ông xỉn nhìn em biết không? Hôm nay tạm biệt ha, tạm biệt mấy cậu bên nhà bạn Mập. Thì mấy cậu cũng quý mến lắm. Nhậu nguyên một chập luôn rồi, phê lắm, phê rồi. Nói chung là mình cũng phê lắm. Thường là mình nhậu mình giữ đó, nhưng mà hôm nay không giữ được, phê quá. Mấy cậu quý quá. Thương mấy cậu lắm, thương mấy cậu mấy anh lắm. Thì không biết bao giờ gặp lại nữa. Lâu quá, mình không có biết. Mình không dám hứa nữa. Có dịp thì lại. Nào mà trúng số cái mình về Việt Nam sống luôn. Không sống Mỹ. Đây. Giờ mình ra xe mình về Cần Thơ ha. Còn có, ông Út con về nha ông Út. Dạ. Thì 3 ngày nữa mình về Mỹ ha. Nó xỉn không? Đồ ăn nấu ngon. 3 ngày nữa mình về Mỹ. Không biết bao giờ mình quay lại Việt Nam ha. Nhưng mà vì sao cũng mong có dịp trở về Việt Nam thăm mọi người. Nghe tiếng chó sủa không? Mỹ làm nghe. Giờ đi ra xe về Cần Thơ. Về Cần Thơ mình sẽ mua một số đồ mình về Mỹ để cho mấy đứa bạn á. Đứa bạn mình có mấy đứa bạn ở Mỹ mình rất là quý, chơi chung á. Các bạn biết tại sao không? Người Việt á mà khi tha phương á, gặp đồng hương á, chung ý á, chung lòng á, rất là quý. Các bạn biết không? Mình sống nào giờ á, mình là con người sống tình cảm lắm. Mình là cực kỳ sống tình cảm luôn á các bạn. Thà mình nghèo tình cảm mình không nghèo. Ăn mắm ăn muối được. Mà chơi với bạn bè mình chơi hết lòng á. Mình chơi rất là hết lòng các bạn. Thiệt, thật tâm mình á. Bởi vì
có bạn bè là niềm hạnh phúc, có bạn mập cũng vậy. Chú dựa mình ha, với chú dựa mình, chú dịch tinh thần cho mình, mình cũng đi làm. Chung là những video này á, chắc em sẽ coi lại, tại vì là cái kỷ niệm của mình với mấy cậu ha, mọi người ở quê ông mập, bà con dòng họ thì quý nhau vậy đó, tình làng nghĩa xóm quý nhau. Giờ là mình đi trên con đường mà trồng trái cây bưởi này kia thôi. Giờ mình ra xe mình kết thúc video này ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Video này thường mình quay video thường là chân thật nhất, mình không có dàn dựng hay gì hết, chỉ là vui thôi. À con Ngọc nè. Về mỗi người một nơi, bạn Ngọc ở đây á, tới ngày sân bay bạn lên, mình ở Cần Thơ bạn lên, bạn Ngọc ở Đồng Tháp bạn lên, mấy ngày sẽ không gặp nhau, mình sẽ đi quậy thôi. Bye các bạn.